Thì theo như mình biết là thông tin mới nhất từ ngày 4 tháng 6 hôm nay buổi chiều, quý cô chú anh chị các bạn, thì mình nhận được thông tin gọi là phần trăm chính xác rất là cao, quý cô chú anh chị các bạn. Thì hiện thời thì tích tinh tại đã được cơ quan chức năng đưa đi làm căn cước công dân mới, quý cô chú anh chị các bạn, là cái thứ nhất. Cái hai, ước nguyện của thầy Thích Minh Tuệ là đi ẩn tu. Thì ẩn tu theo như mình biết được là ẩn tu ở Khánh Hòa, vùng núi Khánh Hòa, Nha Trang, quý cô chú anh chị các bạn. Thì ở chỗ nào thì mình cũng không rõ nữa, nhưng điều là thông tin mình biết được là thầy bây giờ thì ẩn tu một nơi không về Đắk Lắk, quý cô chú anh chị, lại cũng không về Gia Lai luôn, mà về Khánh Hòa. Những điều ở chỗ nào Khánh Hòa thì mình không biết, ở vùng núi hẻo lánh. Thì thầy cũng không muốn dừng cuộc hành đâu, quý cô chú anh chị các bạn. Thì theo như mình biết được là lý do là thầy Thích Minh Tuệ trong cái đoàn mà sư đi theo thầy thì đã có một người chết đó. Một người chết là Việt kiều nước ngoài, quý cô chú anh chị các bạn. Thì chết là do là sốc nhiệt, về khí hậu lạnh, nó chuyển qua khí hậu mà nóng á, thì sư đó chịu không nổi khí hậu, bị sốc nhiệt chết. Rồi có một số là Phật tử đi lại để được được gọi là duyên với thầy để cúng dường này kia mà bị xỉu nó, quý cô chú chị các bạn. Thì có một số thành phần nữa, một số thành phần gọi là trà trộn vô đám đông, quý cô chú chị các bạn. Thì vô quế quá nhiều người, đám đông nó bị trà trộn vô, những đối tượng xấu, quý cô chú chị các bạn, trà trộn vô trong đoàn của Phật tử, rồi sinh ra những cái chuyện như là móc túi, rồi giật đồ, nó gây cho hỗn loạn mất trật tự, rồi giao thông ùn tắc nữa, gây cơ quan chức năng phải gọi là giữ an ninh trật tự, nó quá nhiều cái phức tạp. Thì bên cạnh đó đó thì cơ quan chức năng cũng 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 khuyên thầy bây giờ là nên ẩn tu, và nguyện vọng thầy cũng nên ẩn tu luôn, quý cô chú chị bạn, tại vì nó quá nhiều phiền toái. Mình đi tu mà nó đây, thầy đã đi theo hướng tu là gọi là khắc thực, mà bây giờ nó đem lại cho thầy nó quá nhiều cái phiền toái, nó quá nhiều cái ưu phiền. Rồi sinh ra thầy Thích Minh Tuệ, quý chú chị bạn, nó là nguyện vọng ẩn tu. Thì cơ quan chức năng, quý chú chị bạn, là làm việc với thầy, làm căn cước mới cho thầy, rồi đưa thầy về cái một nơi gọi là nguyện vọng của thầy là để ẩn tu. Thầy hiện bây giờ là không có, chú gì các bạn yên tâm, thầy bây giờ là rất là an toàn, không có phải mà dính líu gì hết, biết cô chú chuyện bạn, thầy không dính líu gì hết. Mà giờ thầy đi ẩn tu thì mình được biết á, là có người quen thấy thầy ở xuống Khánh Hòa, điều thầy đi vô chỗ núi sâu hiểm trở, quý chú chị bạn, thầy ẩn tu đó, ẩn tu của mình. Còn những người đồng tu của thầy đi theo á, thì mỗi người một nơi, nhà nhà ai nấy về, quý cô chú bạn. Thì ví dụ như người miền Bắc thì về nhà ở miền Bắc, miền Nam về nhà miền Nam, nói chung miền Trung thì về nhà miền Trung. Ai ai mà không mà đồng hành với thầy á thì giải tán. Rồi khi nào những thầy sư đó, đồng tu đó mà thầy Thích Minh Tuệ đi khắc thực lại, thì những người đồng tu đó, quý cô chú chị bạn, sẽ đi theo thầy là khắc thực. Còn hiện giờ tạm thời bây giờ đó, là giải tán, thì ai về nhà đó đó trở lại cuộc sống bình thường, không có còn dạng đi khất thực nữa, quý cô chú chị bạn. Còn thầy á thì quý cô chú chị bạn cứ yên tâm, thầy mình biết được là thầy rất là an toàn và không có gì mà cản trở bước tu của thầy, quý cô chú chị bạn. Thì vẫn cho phép thầy tu, nhưng điều không đi khất thực ngoài đường nữa, sẽ đi về. Nhưng điều thầy á, thì nguyện vọng của thầy là không có vô chùa, quý cô chú chị bạn. Thầy sẽ ẩn tu mình ở núi sâu hiểm trở, tự thầy đó ẩn tu rồi tu nghe, quý cô chú các bạn. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ là mình biết được, thì lúc đó là mình cũng sửa soạn chỗ nghỉ cho thầy, quý cô chú các bạn, mà duyên mình không tới, thầy bị ngưng ngang. Rồi bây giờ đó thì mình cũng có số người quen mình thăm hỏi á, thì mấy bữa rày á mình hỏi thì một số thông tin mình biết được á, thầy Thích Minh Tuệ giờ ẩn tu ở Nha Trang, Khánh Hòa, quý chú chị bạn, chứ không về Đắk Lắk mà cũng không về Gia Lai, quý chú chị bạn, mà cũng không ra miền Bắc nha.
thầy vô trong Nam này thì được các chiến sĩ hỗ trợ đưa thầy vô chỗ mà thầy Út Nguyễn ẩn tu. Thì bây giờ cũng không có biết nhiều về thông tin của thầy quý các bạn, chỉ biết sơ sơ nữa là như vậy. Còn mà thầy hiện giờ rất là an toàn quý cô chú các bạn, thì mình cũng xin chúc quý cô chú các bạn là thầy Thích Minh Tuệ hiện giờ rất an toàn, quý cô chú anh chị các bạn tự yên tâm điều đó nha. Chào tạm biệt quý cô chú anh chị các bạn.